Thanh Toàn chào cả nhà nha. Thì hôm nay Thanh Toàn có mặt tại ấp 2 xã An Hữu, nguyên cái bè tỉnh Tiền Giang để quay ba của Toàn cưa cái cây tràm muôn vàng đó nha. Thì cây này thì chỉ có mé những cái phần nhánh to to này nè, khoảng từ tầm cái cọng dây điện này ngang và các cái nhánh bên dưới này nữa, chừa cái nguyên cái thân bự đó để lại treo cái cọng dây điện. Mời cả nhà cùng theo dõi nha. Thì cái cây này cũng rất là khó nè, tại vì nó qua nguyên cái nhãn phim đó luôn, nguyên cái phần nhánh đó, nó về về cái nhãn, cái nhánh này phải treo dây à. Còn mời cả nhà cùng theo dõi là ba của Toàn sẽ cắt mé những cái phần nhánh này như thế nào nha. Nhưng nó đang về về cái phần dây điện với cây nhãn bên dưới nên là phải mở cái miệng nhỏ nhỏ cho nó ngã qua. Đang đợi cho gió nó ngừng lại chút rồi mới cắt được cả nha. Thì nó đang thổi ngược chiều ngược hướng vậy. Một trời khá là tối, mong cả nhà thông cảm. Chết chết ta tưởng được không? Ốc. Này còn được. Ốc chết à?
Thì thấy bác chủ nhà có nói là họ sẽ cắt và dời cái cổng dây điện xuống bên dưới một xíu. Rớt sát mé luôn. Hồ cây nhãn gì mà trái nhiều ghê luôn cả nhà. Bông nữa nè. Cái nhánh này đang dài về cái cây nhãn rất là nhiều, có thể là sẽ treo hay sao, hoặc là cột một cái cọng dây phía ngoài đó để chịu cái trọng lượng cơ thể lại. Đây leo ra lúc mà còn đọc nhỏ mà này, leo lúc phần đọc nhỏ mà này, cắt nhỏ những cái phần nhánh ra, nếu không cột thì có thể là nó sẽ tét nhánh. Cái cây này thì thịt nó rất là giòn đó nha. Đây thì mấy anh với mấy chú bác kéo những cái nhánh chà lên. Leo ra là cái cọng dây nó căng liền luôn. Quá gió rồi. Những cái nhánh mà nhỏ nhỏ rớt xuống thì sẽ không ảnh hưởng tới cái nhãn bên dưới. Thì nó chồng chồng nhẹ lên vậy thôi. Nếu mà cái nhánh bự rớt xuống nó bị tét nhánh. Trước khi cưa là ba có còn đã nói là cái cây nhãn này có thể là sẽ bị tét dày nhánh nha bác Tư, thằng kêu bằng bác Tư này. Mấy cái cây này thì để sóc làm nhà đó đó cả nhà, nên là để nguyên cái thân cây dài làm cột nhà chòi đó dưới vườn.
khoa chở lắp vậy nè. Các cái phần đọt nó rớt xuống cái nó nhẹ, cái phần nó lắc. Ba nằm mở cái cọng dây điện đi, giờ xuống phía bên dưới nè, hình như cắt là hai, cắt hai đọt luôn hay sao. Không biết ba có toàn cắt hai đọt hay một đọt á. Vậy là cắt lần từ đọt thôi, từ nhánh này chắc ướt quá. Rồi, cắm đầu dưới rồi. Giờ sẽ cắt ngay cái nhánh mới vừa cắt vừa rồi á. Máng cái cọng dây điện vô để cho nó đừng có bị quẹt. Tôi anh đem cái kiến bụi quá trời bụi. Vậy là đã xong rồi đó cả nhà. Cái hầm này nuôi ốc rồi, không có cá bên dưới. Giờ anh nghĩ của Toàn sẽ leo xuống chơi, đi xuống và mở cái cọng dây ra giùm. Nó làm cái ột xuống á.
Này có cái thang lên xuống rồi. Được một khúc rồi cả nhà. Quăng là lái đây ra bả dốc luôn. Nắm cái đầu kia dốc rồi đặt kéo lên. Rồi anh lặn luôn rồi. Đó, sao nổi cái quần lên thì vậy? Hai cái nón. Hay quá. Cái nón kìa. Quần hay dục mà. Thế thì đỏ đỏ nổi lên sướng cái quần không cả nhà. Mình sớm lại để lôi lên bờ nè. Rồi lên. Nè. Lên. Rồi lên nè. Nè. Ô. Lên nè. Lên. Nâng lên. Nè, lắc lên chút lần. Nè. 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 Rồi, lên này kéo nè. Lên tìm bừng bừng nè. 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 Thôi, xin tắt máy đồng qua đồng phụ cho nhanh. Mồi đất xuống mới được quá trời. Bắt con hết luôn rồi. Rồi nhóm lên nè. Vậy cũng đã cưa và lôi cái nhánh. Ủa, cái nhánh trọng vàng lên xong rồi cả nhà. Toàn cũng xin tạm dừng video tại đây. Nếu thấy video này hay thì cho Toàn xin một like, một subscribe. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Toàn nha. Rồi, cảm ơn cả nhà.